Thu lành chiêng reo điều phong sư bằng bài mùa công bản nọn cầm cúa mạnh hùng. Tiếp theo chương trình là rèo điều nặng ới. Xuân mới sẽ trình thân pin nòng bằng bay, xá phân văn hè cầm cúa khí thọ.
Rào điều nàng hai mời Pi Đồng tình bài tiền vén en rườn đách cầm của Đồng Phúc Thành. Trương Hà Hiếu Tòa trường Tân Pi Nòng bài sản xuất nông nghiệp của mọi bươn cầm của Quang Lợi. Bươn trình bươn nhì xuân tiếp mơ đồng kế hoạch sản xuất đổi đất lồng thanh niên đầu tàu men bay con thuần thay mai gần tiên khẩu công bươn sam bươn suy hạ tiếp mơ xuân mật mạnh ròng thiệt tiếng phân vân mận ròng xuôi canh dục lông trà dục hợp tác xa thuôn mọi gần bươn hà bươn học mơ bằng mùa đầm mai là phạt nhà tức hấp mơ gần chuẩn bị thấy thư hờ lấp thu nhà sẽ trả kế hoàn tục hoàn mùa thu bươn chật tiết quanh lồng
khẩu thua bướn pét nơ súc ria rầm. Chuẩn bị sao tàn nà bướn câu, nhà xe bướn xíp mơ đói lòng tâm. Ết lạp mươi nài khang đăng, mươi chấp bài sườn như phái công. Màu miều sao tàn liều sóng đoạn, rùa căn thạp khâu mưa khó khâu hư xong. Xịp song bươn lèo vằn thuôn nơ pi, quan chi hầm tác thuôn mói đi. Tổ chức đại hội sẽ báo cáo tổng kết qua số đã thuôn nơ pi. Tép này mời Pì Nông tình thu hiền cáp hen sáu và chắn bảo chiền rèo điệu này si bằng bài si chào. Mê tí nào nghĩ cho chào lục nó hoa đêm mới. Nón thử cho chào à lao mi pì. Tìm mà bê ngữ trưởng khay teo ơ. Lô à bớ tì khay à lô bớ phải chí gì. Làng à sân nữ bát kiều mãi dư nòng pe nga mi các kiều in kiều à mãi dư phải là dư mình nè nhang à đó cứ kiều in mà tam tí phải chi.
kéo đầy nó tề ni lâu dương tư có mi ni sim mà phát cần teo hát gì nàng ni bầu xin mơ tên ơi à y đầy ni ăn à ba mươi chàng leo mi ha na sáu bọn ni hầu ya dau ya tin no ni pya na ha ko lo a pen tong king pho mi han mi ngau ngo ya pen ya ni tang an na béo cưới làng sướng ra mưa bay bít tới ao ra điều lươn ngàn từ văn mười cáp hen sáu vả la khánh phương trình thân pin đồng bài và phân mời pin đồng sai căn tình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay bò mời Pì Nòng thì nghệ sĩ Xuân Ái trình rèo điệu nàng ấy bằng bài tiếng lườn tứ cốc đán. Mời Pì Nòng say căn tính.
Thank you.